chào các bạn mấy nay không có nhiều thời gian để mà mình chuẩn bị mình quay video cho bạn hôm nay cũng không chuẩn bị nhưng mà có một chút thời gian nên cố gắng quay để giải đáp một số cái thắc mắc và giới thiệu một vài cái cái mới cho các bạn thì ở cái những những cái comment mới nhất ở trên kênh của mình đó thì ví dụ như bạn toàn nguyễn thì nói là không đăng ký được domain trên renum nữa thì cái này chắc phải check lại thì mình chưa kiểm tra và rename là hoàn toàn miễn phí và nó miễn phí mãi mãi Cái chính sách của họ là vậy Cho nên là có thể mình làm sai một cái gì đó cho nên là mình không có đăng ký được uhm, Còn bạn Hùng, á, Hồ Văn Hùng thì nói là uh, sử dụng bia uh, Tức là chuyển domain sang quay uh, sang Naui Thì bây giờ mấy ngày nay không vô được date nữa Mà vô những trang kia thì uh, mình cũng check rồi Đúng thiệt là như vậy, không biết là up to date với uy uh, có cái vấn đề um, gì hay không, có thay đổi gì hay không mà hiện tại thì chưa được, nhưng mà vẫn còn cái một cách nữa để mà truy cập vào up to date. Nhưng mà nếu mà mình chia sẻ cách này ra thì nó cũng uh, rất là khó để mà nó có thể tồn tại nữa. mới chia sẻ trong vòng khoảng chưa đại tháng là nó bị bị, bị 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 thay đổi chính sách nó bị khóa cái này rồi. Uh, rồi đâu rồi đây một bạn thì sử dụng đây là cái uh, uh, lucky patcher thì bạn nói là không hách được game online thì nói chung là không có nên hack game và hack game thì chỉ một số game offline thì có thể ấy được thôi còn game online thì thôi thua game online thì không có làm được nó nó nói chung là nếu mà các bạn cố gắng bạn làm theo y chang ấy thì không có gì là là ấy cả là, là là khó khăn cả tại vì mình đã làm được rồi mình làm được rồi cho nên làm um, mình 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 hướng dẫn cho các bạn còn ví dụ như cái này nè là đúng là thổi lỗi thiệt đó là khi mình chia sẻ rộng rãi thì chắc chắn là người ta sẽ chú ý tới mình có thể người ta sẽ phải phải, phải chỉnh sửa một cái gì đó tại vì cái này là những cái cách mà không có chính thống những cách không chính thống um, đó cho nên là nói vậy rồi um, bây giờ thì mình sẽ uh, giới thiệu tiếp cho các bạn uh, những cái phần mềm thì khi mà đây bạn bạn Hồ Văn Hùng thì cũng có nói là bmj hay là nejm hay là annual thì vẫn có thể vào được thì đúng là khi mình chuyển qua IP sang nọc quay thì mình có thể truy cập những cái trang này vẫn còn truy cập được bình thường không có gì hết thì khi mà truy cập sang nọc quay thì các bạn sẽ có một cái trang gọi là mod cái trang này á thì mình thường mình tải những cái ứng dụng ở đây, mình thường tải ứng dụng ở đây. Thì đây là những cái ứng dụng mà đã mod sẵn, mod tức là người ta đã đã, đã 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 sửa, đã modify lại đó, đã sửa lại để mà đây các bạn thấy là rất là nhiều tính năng khác hay là bỏ quảng cáo hay là unlock cái gì đó hay là kích hoạt premium mà mình không cần phải thông qua à, Lucky Patcher, đúng không? Mình không cần phải thông qua đó. Rồi đây những cái phần mềm học Anh văn cũng um, nhiều người xài như là Busu, ligo cũng vậy. Thì ở trên này thì nó có uh, nó có một cái gọi là Tox VPN. Tox VPN nó nằm ở đâu đây? Nói chung là bạn có thể search đây. Tox VPN mod nè, Eli unlock tức là premium của cái Tox VPN này các bạn, bạn có thể um, kết nối ở bất kỳ một cái một một cái một một cái VPN nào để bạn xài và tốc độ của Touch VPN này cũng khá là là là, là ổn các bạn, cũng khá là ổn. nó thì bạn có thể search ở đây, ở phía trên này thì có search. Uh, sorry các bạn, đánh nó thiếu chữ C. nó trên này nó có search nè các bạn, các bạn có thể uh, lấy cái bản mới nhất của Touch VPN này về xài. OK, ở đây thì cũng có vài game thì người ta cũng hack nhưng mà nói chung là uh, Android á, thì gần như là phần mềm nào á, mà có quảng cáo hay là có premium á, thì mình cũng có cái cách để mình vượt qua những cái đó uh, đa số thôi, uh, một số cái thì người ta chống những cái đó người ta bảo mật rất là tốt cho nên là mình không có làm được cho nên là mình mình, mình thôi mình mình không có làm mấy cái đó giống như là các bạn hỏi mình là cái phần mềm Elsa đó, thì mình vẫn tìm mấy bữa nay vẫn tìm nhưng mà phần mềm đó thì không có hết được không hết được người ta bảo mật quá tốt thì mình không có vượt qua nó được thì phải chịu thôi phải chịu thôi thì mình tìm cái thằng nào mà giống giống tương tự nó để mình xài rồi um, quay trở lại quay trở lại cái điện thoại Android của mình các bạn ơi uh, quay trở lại điện thoại Android thì ở đây á hôm trước là mình có giới thiệu những cái phần mềm này lucky bad nè uh, bmj nè tflat nè đó mình giới thiệu những phần mềm đó rồi uh, hôm nay á thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cái phần mềm mescap này thì nó hoàn toàn miễn phí các bạn có thể vào play store và sợt mescap uh, để tải về thì hầu như là um, uh, hầu như là 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 là, 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 là các bạn ai cũng biết cái phần mềm này hết trơn rồi các bạn ai cũng biết phần mềm này hết thì mình sẽ giới thiệu vài tính năng cơ bản thôi và nên nên có ở những sinh viên y khoa đây là loạt video hướng dẫn về cách có tài liệu uh, tìm kiếm tài liệu và sử dụng những cái nguồn tài liệu uy tín chứ không phải là về hack cho nên là các bạn uh, uh, đừng 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 có um, đừng có kỳ vọng quá nha rồi ở trên mscap này á, thì các bạn phải đăng nhập các bạn ơi khi mà tải về thì bạn phải đăng nhập thì tạo tài khoản thì rất là dễ dàng tạo tài khoản thì cực kỳ dễ dàng thì một cái nữa là khi tạo tài khoản xong thì up to date sẽ download uh, toàn bộ cái nội dung của up to date về thì nó sẽ hơi tốn một chút xíu dung lượng À, cũng cỡ hai ba trăm mê đó bạn thì các bạn nên sử dụng wi-fi để mà ấy thì trên up to date này á thì khi mà mở vào à, tôi đã đăng nhập rồi các bạn tôi đã đăng nhập rồi thì các bạn thấy là có khá là nhiều cái 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 tính năng ở cái menu ở góc trên à, bên trái bên phải này rồi à, ngoài ra có những cái menu ở đây những cái menu ở khúc này thì cũng khá là hay thì ở đây á thì tôi thường á tôi thường á thì tôi xài cái cái tính năng sạch này nói chung là trên điện thoại á thì mình mà mình 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 mình, uh, mình chọn lựa chọn theo menu để mình di chuyển tới đây tới kia thì nó cũng hơi phức tạp các bạn cũng hơi 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 tốn thời gian bình thường thì mình sạch đây mình cần cái gì thì mình sạch cái đó khi mà mình rảnh thì mình có thể tìm ở trong cái menu đó để mình coi coi phần mềm này có những gì để ở đây á uh, tôi thường là tôi sử dụng uh, những cái sạch này các bạn thấy nè những cái sạch sẵn của tôi nè sẵn của tôi uh, thì tôi sử dụng cái phần mềm kháng sinh để mà tôi tìm cái loại kháng sinh uh, uh, đánh kháng sinh theo kinh nghiệm là xenphos gai các bạn uh, tôi sử dụng xenphos gai các bạn tôi sử dụng phần mềm này để một bệnh nhân mới vô mà nghi ngờ nhiễm trùng với những cái xét nghiệm cận lâm sàng gì đó rất là nhiều thứ về lâm sàng cận lâm sàng nghi ngờ nhiễm trùng thì mình sẽ đánh kháng sinh theo kinh nghiệm sau đó mình À, mình cấy mình làm kháng sinh đồ vân để mình đánh cho nó đúng hơn thì tôi xài cái đó để tôi coi kháng sinh gì rồi ở nếu mà ở bên phần mềm đó người ta không có hướng dẫn tôi là liều như thế nào thì tôi có thể qua bên này tôi tìm cái loại cái loại đó hoặc giả làm vài cái bệnh gì đó mà thuốc đó, nó lạ hay là thuốc gì đó mà tôi không có quen cách sử dụng á ra đường vào đây để tôi, tôi 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 tìm cái tên thuốc đó giống như paracetamol các bạn bạn đánh paracetamol thì gần như là nó không có ra tại vì nó là cái tên uh, ấy của nó cái tên biệt uh, bị dược của nó paracetamol đó thì mình phải đánh là ac acetaminophen các bạn acetaminophen thằng này nó mới là para đó đó là para đấy đó, à, thì mình mình coi mình coi coi à tôi có viên bara 500 mg có khi có viên 1000 hay là cái dịch truyền uh, dịch truyền 1 gam luôn à, thì tôi có thể xài cái liều tối đa là bao nhiêu đó à, thì bạn thấy là ở trong này các bạn có thể coi nè đó à, ví dụ như một cái viên bara thôi à, thì ở đây nè cái mục đầu tiên á, là nói là sốt các bạn à, sốt và giảm đau giảm đau và hạ sốt à, thì cái loại cái loại bara nào à, nó thì mình phải biết cái liều của nó. Đây. Này á, thì không vượt quá 3.25 g một ngày. À... Cái liều hàng ngày á, thì có thể lên đến 4 g à, để giảm đau và hạn số tối đa. À, thì mình biết cái liều tối đa như thế này thì mình xài cho bệnh nhân. Ví dụ như viên para thì thường là 500 mg thì mình có thể xài là 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 là, là một ngày 4 lần ngày bốn lần là vẫn chưa tới bến chưa tới bến mà ngày mình có thể xài sáu lần sáu lần thì nó mới có 3 gam hả Nó kiểu vậy thì mình có thể hoặc giả là một lần mình bước hai viên cũng được nó thì tùy mình mình có thể xài như vậy để mà mà tối tối đa cái hiệu quả của nó Nó à, rồi sau đó đó về cái liều thôi cái đó mới có liều thôi à, cái này là phần tương tác thuốc này các bạn, cái này là tác dụng phụ, tác dụng phụ ví dụ như bạn xài thuốc xong bạn sẽ thấy là à nó có những cái tác phụ, tác dụng phụ này à, phù cái gì nè, à, phù mạch máu mạch máu à, mất định hướng, à, buồn nôn, ở chống mặt chứ lộn chống mặt, gầy số phát ban, gầy ban, nói chung là những cái tác dụng phụ như vậy à, tiếp tục rồi có warning cảnh báo ví dụ như đây có chống chỉ định thì thuốc nào cũng có cái từ này các bạn tăng nhạy cảm tức là dị ứng dị ứng hoặc giả là bệnh gan nặng Đó. thì đối với cái này thì nó có cái gọi là này là dược lý hả dược động học đấy các bạn có thể đọc tiếp nói chung là tôi thường á là 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 xài thuốc gì đó thì tôi thường là coi hai cái thôi một á là à, cái liều cái liều thì tôi thường á thì tôi sẽ xài cái liều mà thấp nhất có thể cho thấp nhất có thể cho à, à, nếu mà bạn có kinh nghiệm chút xíu á thì bạn có thể tăng lên chút đỉnh à, và bạn phải đọc tiếp nữa trong này thì nó chỉ là cho mình cái gọi là, là tra nhanh thôi các bạn tra nhanh thôi à, cái thứ hai á mà tôi đọc á là tôi đọc cái phần này warning và nó có cái gọi là black box nữa tức là uh, để chống chỉ định gọi là gần như là 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 là, là tuyệt đối gì đó nó phải 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 tránh với cái đó ví dụ như khi mà lên năm sáu các bạn uh, đọc metoprolol đây bạn uh, bạn sẽ chế beta thì bạn sẽ vào thử trong này coi tác dụng phụ là gì tại vì á uh, họ tôi khi là sinh viên á, thì bạn phải nhớ tất cả mọi thứ nhưng mà khi làm á, thì bạn chỉ nhớ những thứ bạn cần thôi thì tôi sẽ đi vào trong cái uh, warning ha tôi vào trong cái này đi uh, black box luôn bạn black box nè black box nó rồi chống chỉ định chống chỉ định nó nói chung á là phải đọc nhiều lắm đọc nhiều lắm mà mà đọc mấy này mệt quá mệt quá rồi nó kỹ đó là thứ nhất cái thứ hai á để bạn thấy là cái mục này rất là hay và tôi cũng thường xài ví dụ như bệnh nhân có mười mấy thuốc xài thấy ghê thì bạn có thể vào cái trách cái sự tương tác thuốc các bạn trách sự tương tác thuốc ừ. thì bạn cứ đánh cái tên thuốc ở đây thôi đánh cái tên thuốc ở đây à, và bạn sẽ cho à, đánh 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 nguyên cái to thuốc của bệnh nhân vô cũng được đánh cả nguyên cái to vô cũng được nó hoặc là bạn có thể xóa nó rồi xong rồi bạn sẽ coi là ở đây người ta ghi là có năm cái tương tác thuốc và bạn sẽ xem cái tương tác thuốc là gì aspirin cộng diclofenac thì cả hai sẽ làm tăng uh, tình trạng là là kháng đông tức là dễ chảy máu aspirin cả hai sẽ làm tăng kali máu kali huyết tương um, uh, aspirin và albuterol uh, ờ, này là thuốc ờ, um, uh, dạng phế quản uh, thì làm tăng uh, và uh, aspirin, aspirin thì làm tăng và albuterol thì nó làm giảm kali. Còn uh, còn diclofenac với albuterol này á thì làm tăng cái ờ uh, 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 thì tăng còn albuterol thì làm giảm Aspirin cộng này là, là 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 cần quan sát kỹ các bạn. Còn cái này là nhẹ thôi, tác dụng phụ nhẹ thôi. Hai này mà kết hợp với nhau á thì nó sẽ làm uh, giảm cái độ lọc cầu thận của bạn. Um, thì nó uh, nhẹ hoặc là cái độ ảnh hưởng của nó thì vẫn chưa biết. Nó thì cái mục này cũng khá là hay. Uh, chúng ta có thể tìm một cái rất là dễ dàng. Uh, ngoài ra các bạn có thể coi uh, những cái cái khác nữa. Um nó bạn có thể browser hoặc là bạn tìm một cái gì mà bạn thắc mắc đó, thì bạn có thể tìm ở trên này nhưng mà hai cái ứng dụng trực tiếp của mescap này là hai ứng dụng này thì tôi thường xài à, gần đây á thì nó mới ra cái người ta mới ra cái decision boy á cái này á thì cũng hay cũng hay các bạn cũng hay ừ. à. ví dụ như bạn tìm một cái ung thư phổi và cái loại là non small cell lung cancer là ung thư tế bào không nhỏ các bạn thì bạn sẽ coi là người ta sẽ cho bạn là đánh à, Cái này là cái hướng dẫn hướng dẫn các bạn hướng dẫn dụ như bệnh nhân ở stage 1 stage 1 uh, Biomarker uh, EGFR nó dương tính um, Quản lý của mình là surgery uh, stage 1 thì phẫu thuật là tốt nhất thì mình sẽ coi coi Uh, có những cái video về hướng dẫn những cái đó, đó. ở đây thì nói chung là chỉ có hai 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 loại ung thư thôi, uh, là ung thư vú và ung thư phổi thôi là hai cái thằng này là phổ biến cho nên là người ta có gai lai người ta hướng dẫn đó. thì đó là là một cái 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 mới của cái kép này thì các bạn có thể tham khảo. nhưng mà uh, nói tóm lại thì kép này uh, là một cái phần mềm không thể thiếu đối với uh, sinh viên và bác sĩ y khoa và bác sĩ bác sĩ y khoa là thừa rồi đúng không rồi với hai cái tính năng này là tôi thường sử dụng nhất còn các bạn nếu mà bạn thấy cái nào hữu dụng các bạn có thể chia sẻ với với, với tất cả mọi người ừ. rồi à, cái lấy guideline này cũng khá là hay các bạn nói chung là làm bác sĩ thì mình phải phải biết guideline các bạn bất kể cái bệnh gì cũng nên tìm cái từ gai like cho nó một cái rồi mình 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 đọc theo gai like thì sau đó mình mới làm mình làm rồi mình có kinh nghiệm, kinh nghiệm rồi mình sẽ update theo cái guideline đó. Uh, một số cái thì nó không có theo guideline tại guideline là cái mà nó phải nói là nó phổ biến nhất tất cả những thứ mà phổ biến nhất á, bệnh phổ biến nhất đều có guideline và 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 cái guideline đó thì nó sẽ uh, giúp cho 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 nói chung là sao tự nhiên nó mất hết ngôn ngữ rồi thôi, thua rồi, nghỉ thôi. Rồi chào các bạn.